này, đường này đi được Thường Tín phải không anh? Thường Tín cũng đi em ra đường đường này. Cấm chưa? Đấy, thấy chưa? Đây ra này đi chị. Anh vừa thấy nhìn cái biển cấm xe máy em chỉ cho bọn anh kìa. Mày nó phạt mày cho 5-6 triệu như đấy đâu. Ừ, cảm ơn anh. Đấy, gửi cho anh em mấy đồng chứ. Ờ, em đây. Đấy, tiền đi, tôi đi đây. Bao tiền đấy? Ông kia bao nhiêu, ông kia, đấy được không? Ở đây 20 nhé. Người ta cho 1-200 người ta cảm ơn cơ. Không phải là 50 của mày đâu.